chặn chim. Chim nó vô nó quậy dữ lắm. Hẹ đó, hẹ em mới cắt chuỗi hết rồi, bây giờ em mới cắm lại á, tách bụi cắm lại á. Để em tháo ra cho Loan dễ vô, Loan cắt. Cũng vô được rồi, nhưng vô mà được không? Cái nón này đâu đây? Để cứ bỏ xuống cỏ đi, đâu xa đâu. Hôm nay có người chị đến thích lá cẩm quá cho nên cắt lá cẩm để về nấu xôi. Khi nào nấu xôi là Loan hả? Loan bứng nhánh luôn đi về bỏ chậu cho nó lên. Bứng sao? Bứng đại hả? Bứng đại cây đi, đây nè, cây này đang có sẵn chỗ này nè. Này hả? Không, đây nè, ngay tay em chỉ nè, có cái gốc ngay đây nè. Đó, có à, gốc sẵn thấy không? Này hả? Không, ở ngoài. Đó, à, nó đó, đúng rồi. Okay. Rồi để em bứng đi xong ra em bỏ vô trong cái chậu cho Loan luôn. Mấy cái nhánh ở ngoài này bự nè. Đó, đây nè Loan, ở trong mà. Wow, đó. Trời ơi. Em nói, em thấy nhiều người cứ nói em nấu xôi lá cẩm nước cốt dừa gì đó. Em có nấu đâu Loan. Bữa nào nấu đem lại cho. Trời ơi, sướng nha. À, còn bỏ vô bánh phồng nữa. Thái người ta trồng mình thái thôi, không thích trồng. Tại vì sợ sâu. Sợ sâu. Thôi lâu lâu tới em đi có gì hái. Đó, hôm nay chị Loan nói cắt hết đi cho nó lên lại nè các bạn. Tại vì mình không cắt nó không có lên tiếp đâu. Đúng rồi, cắt nó phải lên. Cắt rồi nó lên. Mình á, cắt nó mới lên. Bữa chồng này á hả, có mấy nhánh à chị Loan. Cô hàng xóm cho em á. Mà hôm nay nó lên vậy đó. Thì lấy cái này để riêng ha. Đúng rồi, để em ram lấy cái chậu đất bỏ vô chứ không nó héo. À, được một nón lá cẩm nha. Bây giờ qua hái tía tô với rau kinh giới. Quẹo đi chị Loan. Chỉ đường để người đẹp đi hái rau. Thơm chị Loan ha. Thơm ha. Trời ở nhà ơi. Bà chị thì ăn tía tô bánh lì, không thích kinh giới. Trời ơi, sao cắt kinh giới nó thơm quá Loan. Ừ, mình thích kinh giới, không thích tía tô. Quá sao thơm luôn á. Loan cắt sát xuống luôn á. Cứ chừa lại cái nhánh tẻ tẻ dưới này cho em thôi là bắt đầu lên lại đó. Mấy cây nhỏ này để lại cho em nè. Cây già Loan cắt đi. Đó. Cắt đi cái nó tự dưới, còn cái nhánh ở đây nó lên lại. Cây bự. Đó, cắt luôn. Đúng rồi, phải lên lại à. Rồi giờ cắt tiết cô. Vậy là sáng nói trước mình khỏi đi mua rau. Đó. À, hôm nay á các bạn biết không, chị Loan á nhiều tài lắm, hát hay nè, nấu ăn rất là ngon. Thì hôm chơi nay cũng chị giỏi mà. Rồi giờ cắt rau tiết tô đó các bạn. Rồi, đúng rồi. Loan nhìn hai trái nào già thì Loan cắt. Có biết nào già đâu. Thì thôi lựa vậy thì lựa trái bự cắt. Trái nhỏ cắt vừa cái hả? Đúng rồi, Loan bấm ngay đầu không biết ngay cái ngay cái. Đây nè, bấm ngay chỗ này nè. Okay. Đó. Đó, hơi bị cứng ha. Cái này để vỏ ăn mới ngon nha, đừng có gọt vỏ nha quý vị. Trời ơi đó, chị Loan nói kinh nghiệm là bí này phải để vỏ nha. Rửa sạch rồi gọt vỏ lấy vỏ luôn. Rồi quay, có thấy gì đâu trời. Có nhìn thấy gì đâu, đeo khẩu trang mùa Covid này coi như là khỏi nhìn thấy ai với ai luôn các bạn ơi. Tại vì không có chuẩn bị quay phim. Kia luôn, cải thì nó mọc tùm lum. Chị Loan đến chơi với Tiên mà ngồi nói chuyện hàng huyên cải đây nữa nè. Đó. Đằng kia nữa, đó nhiều, hay Loan muốn hái đây dễ hơn. Bứng luôn gốc luôn hả? Đó thì Loan coi cái cây nào tươi ngon á Loan thích thì Loan bứng. Trời nhiều lắm, bứng đi. Nhiều quá mà. Không có tại bứng rồi nữa sao nó lên nữa. Thì Loan bứng đi xong rồi Loan thích về Loan thả chậu nó lên lại thôi. Vậy hả?
Lan ăn mấy cái lá bự á. Chậu hay là ấy? Bỏ chậu bỏ đất gì cũng được trơn á, là nó lên tiếp à. Ừ. Nhưng mà tại em nhiều quá thôi luôn, bứng gốc luôn cho rồi. Ừ. Chứ cắt rồi nó lên nữa mà em ăn có kịp đâu Lan. Ừ đúng rồi, như vậy ăn sao hết. Bạc hà trong nhà em cắt nhiều lắm rồi. Vô đi em lấy cho Loan ít. Em mới cắt chiều hôm qua. Đó bạc hà đằng kia các bạn. Tiên để cỡ vậy đó. Ăn là dừa là ngon nè. Nhìn vậy chứ nhiều lắm đó Loan. Mai mai em về mẹ em rồi em cũng bứng cho mẹ em ít nữa. Cái này đó tiên gieo bằng gì, bằng hột không? Năm ngoái á, em trồng á, có hạt rồi hạt nó lên. Đó. Cái này cộng nấu canh, cái lá cuốn bánh xèo. Ừ. Hạt nó lên á, em có mua hạt đâu. Mua hạt có một lần thôi. Ừ. Wow, trời, không ăn thua gì cũng bụi đó ha. Khổ quang này cũng nhiều lắm rồi nè. Nhưng mà trái vẫn còn hơi bị bé bé. Chờ mấy trái này lớn lớn một chút ha. Ừ. Ha, lớn lớn một chút nữa ha. Chị Loan nói làm gỏi ăn ngon lắm nè các bạn nè. Cắt mỏng ra rồi trộn giấm. Muốn ăn thịt tôm, tôm thịt gì đó. Giữ khổ qua lại dụ cho chị Loan tuần sau tới nữa. Bây giờ chị Loan bị gai đâm cái hết hồn đó. Kệ, ai làm gì làm, mình thấy trái cây hay là rau cải ngon là mình hái. Mình cứ hái thôi ha, đúng rồi. Mình không bỏ công nhưng mà mình đúng bỏ rồi. Công cắt. Vui vậy là được rồi. Cũng phải hái của người ta vậy á. Cũng phải bỏ công đi vòng vòng hái với bộ. Rồi nắng đổ mồ hôi nè. Khỏe khỏe Loan. Nhưng mà trời nắng vậy hít thở không khí hồi khỏe xong vô làm đi. Nhưng mà đá tại chân uống. Mang này vô giờ ngợp quá. Tháo đi. Thôi tháo mà thấy mặt. Để chừng nào mình đẹp thì mình khoe, nào mình xấu mình hôm che. Hôm nay là... người đẹp không tuổi Loan, không có trang điểm gì hết cho nên dứt khoát là không cho các bạn thấy mặt nha. Bữa nào mình diện đẹp thì mình khoe, còn bữa nay mình xấu mình che lại. Chị Loan nấu ăn ngon lắm các bạn, mà hay vô chùa làm việc thiện trong chùa lắm rồi đi hát cho chùa. Trời, quảng cáo quá vậy ta. Không, hôm nào Loan phải đến ngồi ngay vườn nhà em hát một bài. Em đưa cái karaoke Miro á. Guitar của ai vậy? Guitar con trai em tặng em mà. Biết đờn không? Biết đờn chứ, nhưng mà phải cắt móng tay rồi phải dưỡng lại. Hồi xưa đàn, bây giờ đâu đàn nữa đâu. Cái đàn lại nó đau quá. Ôi, nhiều quá, nhiều quá. Nhiều quá. Trời, nắng quá, tội nghiệp người đẹp Loan ghê á. Bây giờ mình cầm vô hay sao? Thì giờ Loan cầm này vô trước đi. Em cầm trái bí. Em cầm trái bí rồi cái này em lấy bao ni lông ra em bỏ vô. Ha. À, chưa, cái nhánh cẩm nãy đâu rồi? Nó nằm dưới. Cái nhánh nó cẩm nãy đâu để bỏ vô ở dưới. Ủa, bỏ trong dưới đây luôn. Để bỏ chậu. Đem ra em coi á, vẫn còn đau hả? Nó bị dính đây rồi nè. Chết không? Không thấy đâu, không thấy đâu.
lấy ra. Để anh lấy mắt kiếm em nhìn nha. Lấy cái nhíp ha. Đụng cái này dễ sợ vậy hả? Trời ơi, tía tô nó thơm, kinh giới nó thơm lắm các bạn ơi, thơm ơi là thơm luôn. Đây, mình chị Lan làm cho một ổ bánh khoai mì các bạn ơi, thích quá trời luôn. Bánh khoai mì chị Lan làm ngon, rất là ngon luôn nha. Chị cho Tiên công thức rồi nhưng mà Tiên có bao giờ làm đâu, toàn chị đem tới cho ăn thôi. Sao làm? Cảm ơn. Đó, sướng nhất là lúc không có làm mà có ăn như vậy là các bạn đẹp. Ăn kia thì lo. Giờ muốn ăn là có bánh ăn chưa? Trời ơi, ngon lắm, chính thức lên bánh khoai mì nướng nha. Không có đổ đầu sao, bỏ đầu sao gì hả? Không có ai làm bánh khoai mì nướng ngon bằng chị Loan đâu các bạn. Ai ở San Jose nếu muốn order bánh mì thì liên hệ với chị Loan nha. Liên lạc với Tiên, Tiên cho số phone chị Loan. Chị Loan làm bánh khoai mì lực tuyệt vời luôn đó. Rồi, cái lá cẩm là bỏ vô đàng hoàng rồi ha. Mai mốt chị Loan nấu lá cẩm đem cho Tiên á. Còn lá cẩm không bây giờ nấu. Còn lá cẩm sẽ dưới. Chị không thích phần nào mà cái gấp á. Tiên cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã xem video của Tiên nha. Mong là tất cả các anh chị và các bạn sẽ ủng hộ kênh của Tiên, nhấn nút thích và nút đăng ký cho kênh của Tiên nha các bạn. Tiên cảm ơn rất là nhiều. Chúc một ngày tốt lành. Bye!